Kính thưa quý vị, liên tục ghi tên mình vào bảng xếp hạng về hoạt động khởi nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam được giới chuyên môn nhận định có nhiều tiềm năng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, chủ yếu do quy mô thị trường lớn của nền kinh tế Việt Nam giúp cho các start-up có thể có lợi nhuận thành công trong nước, ngay cả khi họ không mở rộng ra quốc tế. Với nhiều ưu thế nổi bật, Việt Nam được dự báo có khả năng vươn lên sánh ngang với các nước trong khu vực nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực như hiện nay. Các ngành đang thu hút nhà đầu tư ở Việt Nam có thương mại điện tử, fintech, công nghệ thực phẩm, giải pháp doanh nghiệp và dịch vụ công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam đã bắt tay vào thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bằng nhiều chính sách thiết thực hiệu quả. Nổi bật trong đó phải kể đến các đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đến năm 2025 nhằm thúc đẩy hơn nữa các hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển trong nước, đồng thời giúp thu hút các nhà đầu tư và công ty nước ngoài vào Việt Nam. Theo đánh giá từ Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được một số kết quả tích cực. Các hoạt động của hệ sinh thái ngày càng sôi động, quy mô của các thành phần được mở rộng, đã kết nối trên 40 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thiết lập nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu 134 phòng thí nghiệm, 626 chuyên gia, 275 tổ chức khoa học công nghệ. Qua đó giúp các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp nói chung và doanh nghiệp startup nói riêng có những chuyển biến rõ rệt về nhận thức, vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để đạt được những kết quả trên, truyền thông đóng một vai trò quan trọng góp phần lan tỏa những thông tin hữu ích đến với các doanh nghiệp và startup tại Việt Nam. Theo đó, giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, viết tắt là iStar, là giải thưởng thường niên do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, được tổ chức bởi sự phối hợp của các sở ngành. Đây là hoạt động góp phần tích cực làm nên một hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo bền vững, mang lại hiệu quả thiết thực, xây dựng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo ra những đột phá mới cho sự phát triển của thành phố. Cái hoạt động về khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo, nó ngày càng lan tỏa vào trong mọi cái ngóc ngách của cuộc sống. Đó, nó là cái động lực chính để phát triển kinh tế xã hội của bất cứ một quốc gia nào, một cái địa phương nào. Cho nên cái việc mà truyền thông gắn với cái câu chuyện làm sao thúc đẩy được việc ứng dụng khoa học công nghệ, việc đổi mới sáng tạo trong mọi ngóc ngách cuộc sống là hết sức cần thiết. Chính vì vậy mà trong cái thời gian qua đó là Thành phố Hồ Chí Minh trong cái câu chuyện là làm sao thúc đẩy cái hình thành và phát triển mạnh mẽ cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một cái nền tảng để làm sao đưa khoa học công nghệ vào được với doanh nghiệp và cuộc sống, để tạo ra những cái sản phẩm dịch vụ mới mang lại nhiều cái giá trị tốt hơn cho cái người tiêu dùng, cho người dân v.v. thì là hết sức là quan trọng. Chính vì vậy mà cái giải thưởng iStar khi mà chúng tôi tham mưu thành phố thiết kế là một cái giải thưởng để khuyến khích các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, để làm sao thúc đẩy được cái tinh thần về ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến mọi cái ngóc ngách của cuộc sống. Tôi nghĩ là cái vai trò của truyền thông trong cái giai đoạn vừa qua đóng góp hết sức tích cực cho cái câu chuyện là hình thành và phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước chúng ta nói chung. Cùng với sự sôi nổi và lan tỏa của giải thưởng iStar, năm vừa qua hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động rất tích cực, hiệu quả khi lượng vốn đầu tư mạo hiểm thu hút được của các startup là hơn 1,1 tỷ USD, chiếm 60% lượng vốn và 70% số thương vụ của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương thuộc nhóm 200 thành phố khởi nghiệp toàn cầu năm 2021, tăng 46 bậc, chiếm vị trí thứ 179. Nhận thấy hoạt động xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh là một hoạt động mang ý nghĩa sâu rất là thiết thực cũng như phù hợp với lại tôn chỉ của chúng tôi. Tập đoàn Dreamplus rất mong muốn được đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nên hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh bền vững. Chúng tôi sẽ đồng hành và vận động các doanh nghiệp trong mạng lưới sẽ cùng với Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp startup. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tập đoàn Dreamplus đã cùng với Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác với mong muốn tăng cường sự hợp tác hiệu quả tích cực để nâng cao về chất lẫn lượng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 5 năm 2022-2026. Tập đoàn Dreamplus sẽ tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau. Thứ nhất, thành lập ban hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phân công các nhân sự chủ chốt của tập đoàn tham gia vào ban. Bên cạnh đó thì thành lập ban cố vấn cho chương trình với các chuyên gia có uy tín trong nước cũng như là các chuyên gia nước ngoài từ Mỹ, từ Phần Lan
từ đó góp ý cho chương trình. Thứ hai, cùng với Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân tham gia vào tuần lễ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia vào giải thưởng đổi mới sáng tạo khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, giải thưởng iStar 2022-2026. Thứ ba, triển khai các chương trình thu hút nguồn lực của xã hội phục vụ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giới thiệu các nguồn đầu tư tài chính, các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp startup trong nước và quốc tế, đồng thời phối hợp mạng lưới doanh nghiệp trong các lĩnh vực mà hai bên đã kiến tạo để hỗ trợ tư vấn đầu tư các doanh nghiệp đang và sẽ khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực xã hội, từ đó tạo động lực thúc đẩy cho sự phát triển của kinh tế thành phố. Thứ tư, tập đoàn Green sẽ đồng hành để xây dựng thành phố khởi nghiệp, thường xuyên tổ chức định kỳ các buổi thảo luận nhằm kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp cùng các chuyên gia đồng hành, lấy ý kiến, lắng nghe, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, dần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho thành phố khởi nghiệp sau này. Thứ năm, xây dựng và triển khai website Thành phố khởi nghiệp để đưa vào hoạt động với lợi ích kết nối, huy động nguồn lực như các chuyên gia, các mentor, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước và quốc tế, từ đó thu hút nguồn lực cả về tài chính lẫn tri thức để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ sáu, xây dựng quỹ với tiêu chí là quỹ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hiệu quả và nhanh chóng, xây dựng các đơn vị hỗ trợ, các phòng nghiên cứu tổng hợp, và bên cạnh đó thì tăng cường lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học để thiết kế cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi thấy rằng đây cũng là một cái sân chơi, nó cũng đầy bổ ích, đặc biệt trong cái lĩnh vực khởi nghiệp và sáng tạo. Trong lĩnh vực này thì các cái doanh nghiệp có cơ hội để trình bày các cái ý tưởng của mình, cũng như có cái khả năng thông qua cái ý tưởng, biến những ý tưởng đó trở thành cái hành động cụ thể. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi thấy cũng khá nhiều cái ý tưởng khởi nghiệp từ các bạn trẻ, nó có nhiều cái giá trị thiết thực trong đời sống của xã hội. Chúng tôi mong rằng là trong năm 2022, với sự tham gia nhiều hơn nữa trong cái lĩnh vực này, thì các bạn trẻ, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ, cũng sẽ có nhiều cái ý tưởng sáng tạo hơn nữa. Và từ những ý tưởng này, mong rằng nó có khả năng biến thành những cái hiện thực trong cái cuộc sống. Hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đang ngày càng được quan tâm và chú trọng khuyến khích phát triển. Đổi mới sáng tạo góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trở lại sau thời gian dịch bệnh. Đây vừa là động lực, vừa là mục tiêu hàng đầu cho sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Do đó, các giải thưởng như iStar chính là cầu nối khuyến khích giải pháp thông minh, kích thích tư duy đổi mới sáng tạo, góp phần khẳng định vị thế của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.